Hello, hello! Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay và man oh man Hôm nay là một ngày mà cũng cực kỳ sôi động luôn các bạn Tuy là về giá cả đó các bạn có thể nhìn thấy là giá bây giờ vẫn rất là tốt Vẫn trên 34.000 đô có nghĩa là hôm qua Sau khi mà đã có cái sự tăng trưởng đó thì vẫn giữ được cái mức cao Nhưng mà về tin tức đó, thì có rất nhiều thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn Chi tiết hơn đây các bạn đã nhớ là ngày hôm qua cái ticker có nghĩa là cái mã chứng khoán của Blackrock nếu như mà được thông qua Bitcoin Spot ETF đó, thì Blackrock sẽ có cái mã chứng khoán là IBTC và cái mã chứng khoán đó đã được list ở trên một dịch vụ có tên là DTCC dẫn đến là mọi người rất là phấn khởi ngày hôm qua các bạn dẫn đến giá cả tăng trưởng. Hồi sáng này đó thì chúng ta đã thấy được là cái mã chứng khoán đó lại không còn trên trang web DTCC nữa. Bây giờ đã có trở lại rồi các bạn thì chuyện gì đã xảy ra và điều quan trọng hơn đó thùng muốn các bạn zoom ra để hiểu được những gì đang xảy ra và nó có ý nghĩa như thế nào và sau đó chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin nổi bật khác chúng ta sẽ nói tới tình hình tài chính nói chung chúng ta cũng sẽ nói tới một thông tin liên quan tới cái vụ ra tò của Sam Bankman Free chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan tới Ledger và nhiều những thông tin nổi bật khác và bây giờ đó là khoảng 8 giờ 20 phút tối ở Cali ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi thì bây giờ là tối ngày thứ ba tại Cali các bạn thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu về giá cả của Bitcoin các bạn đã thấy rồi sau khi mà có sự tăng trưởng ngày hôm qua thì giá vẫn giữ được cái mức là trên 34.000 đô nhưng mà về tin tức đó, thì chúng ta đã thấy được là cái thông tin dẫn đến ngày hôm qua có sự sôi động như được thường chia sẻ đầu video đó chính là mã chứng khoán IBTC của BlackRock xuất hiện trên trang web DTCC các bạn nhưng mà hồi sáng này đó thì lại không thấy nữa khiến cho nhiều người lo lắng các bạn không biết chuyện gì đã xảy ra nhiều người nói là có thể SEC đã gọi cho BlackRock nói là đủ rồi gỡ đi tại vì bây giờ vẫn chưa được thông qua gây quá nhiều FOMO các bạn nhưng mà sau đó đó chúng ta đã thấy được là cái ticker IBTC của BlackRock lại một lần nữa có mặt ở trên trang web DTCC các bạn đây là trang web mà họ list những cái mã chứng khoán mà họ hỗ trợ hiện tại thì các bạn sẽ được là lên trên trang web này đó các bạn sẽ tìm kiếm ibtc thì các bạn thấy được là cái mã chứng khoán của blackrock ishare bitcoin trust đã có trở lại trên trang web này rồi và nhiều người ngày hôm qua đó nghĩ là khi mà có mặt trên trang web này có nghĩa là chúng ta một bước tiến gần hơn để có cái bitcoin spot etf được thông qua và khi mà được chính thức thông qua rồi đó thì cái mã của blackrock Bitcoin Spot ETF sẽ là IBTC và được giao dịch trên sàn Nasdaq thì hồi sáng nay biến mất bây giờ lại có trở lại các bạn thì chuyện gì đã xảy ra và khi mà mọi người nghe nói tới là cái mã IBTC này đã không còn trên trang web DTCC nữa đó dẫn đến là mọi người đăng nhập vào cùng một lúc các bạn sau khi mà có tin đó đó thì chúng ta thấy là cộng đồng crypto đăng nhập vào trang web này nhiều đến nỗi mà làm sập luôn trang web tạm thời các bạn không duy cập được luôn như các bạn nhìn thấy trên màn hình rồi sau đó họ đã động trở lại nhưng mà cái điều thú vị đó là công ty DTCC yeah họ nói là cây mã chứng khoán IBTC của BlackRock cái mã mà chúng ta vừa thấy mới đây đó thì đã có từ hồi tháng 8 rồi các bạn chứ không phải là mới đây. Và đáng tiếc cái trang web này là một trang web mà các bạn thấy là không có nhiều lịch sử. Ở trên Wayback Machine các bạn có thể tại vì cái trang web này đã không có nhiều người truy cập cho nên chúng ta đã thấy là không có những cái phiên bản cũ để chúng ta có thể kiểm chứng uh, hồi tháng 8. Cho nên tôi không biết là họ nói như vậy đó có thật hay không nhưng mà cho là như vậy đi các bạn. Thì các bạn nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Thị trường thâm ngày hôm qua Tại vì nhiều người nghĩ là BlackRock IBTC đã được list trên trang web DTCC nghĩa là sắp sửa có Bitcoin Spot ETF được thông qua rồi market tuần sáng này là thị trường lại đâm Tại vì IBTC không còn trên trang web này nữa Rồi sau đó các bạn thấy được thị trường lại tăng trở lại 34.000 đô như là hiện tại Khi mà cái mã chứng khoán IBTC này một lần nữa lại xuất hiện trên trang web DTCC Rồi sau đó DTCC nói là cái này thật ra đã có từ hàng 8 rồi Không biết tại sao bây giờ mọi người lại làm âm lên Các bạn thấy được là không biết là chúng ta nên khóc hay nên, nên cười nữa Thị trường bị quay như trong trống luôn các bạn Nhưng mà có một điều à, cảm thấy là không giải thích được đó chính là cho dù sự thật là cái mã chứng khoán IBTC đã có trên trang web DTCC này từ hồi tháng 8 chỉ đi hồi sáng này đó tại sao lại không tìm thấy được các bạn có ai đó đã gỡ cái IBTC này ra khỏi trang web và tại sao họ làm như vậy và tại sao họ lại một lần nữa để lại chỗ cũ các bạn và chúng ta lại thấy IBTC trên trang web thì ai đã làm vậy và điều này có nghĩa là gì chúng ta sẽ không biết được câu trả lời đâu các bạn nhưng mà một điều mà thuần cảm thấy rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy là biểu đồ của giá của bitcoin đi chúng ta trả trở về tuần vừa rồi các bạn đã nhớ là tuần vừa rồi đó có một cái sự tăng trưởng sự tăng trưởng này đó là dựa theo một cái thông tin giả lúc đó được chia sẻ bởi Contegraph lúc đó là cái ngày 16 tháng 10 các bạn thì chúng ta đã thấy được là giá đã tăng lên một cách đột ngột lúc đó là khoảng 20 27.000 đô mà thôi các bạn thấy được bây giờ là ngày 24 thì cách đây khoảng chưa một tuần thôi các bạn nhớ là chúng ta vẫn còn xoay quanh là khoảng chừng 26 27.000 đô thì chúng ta đã thấy được là trong vòng một tuần giá đã có cái sự tăng trưởng rất là tốt rồi nhưng mà chúng ta trở lại tuần trước đi chúng ta thấy được là giá lúc đó đã tăng từ mức là khoảng 27.700 đô lên thẳng tới mức là hơn 30.000 đô các bạn rồi sau đó lại một lần nữa đẩy ngược trở về tới cái lúc đó là khoảng 28.000 đô và các bạn thấy được là tuy là sau đó biết đây là cái thông tin giả nhưng mà chúng ta vẫn thấy là thị trường vẫn giữ được cái mức là 28.000 đô rồi lại từ 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 tăng trưởng các bạn và thật ra đó đúng là sau khi mà chúng ta có những cái thông tin ngày hôm qua giá cả đã có cái sự tăng trưởng vượt bậc như các bạn thấy ở trên màn hình nhưng mà sự thật đó là trước đó các bạn thấy được là giá cả đã có sự ổn định lại mức là 28.000 rồi từ từ tăng lên tới mức là 29.000 rồi các bạn được là bắt đầu lên tới mức là khoảng 30.000 đô rồi chúng ta có có cái thông tin liên quan tới IBTC thì giá mới tăng lên tới cái mức cao là 35.000 đô ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ đó các bạn đã thấy là mọi người à, bây giờ đã biết là cái thông tin liên quan tới IBTC ở trên DTCC là cái thông tin đã có từ tháng 8 và nó cũng không có nghĩa là chúng ta sắp sửa có một Bitcoin Spot ETF. Điều này đã biết ngày hôm qua rồi các bạn. Chúng ta đã biết là sau khi mà mọi người nhận ra được là có cái mã IBTC này cũng không có nghĩa là sắp sửa được thông qua. Nhưng mà chúng ta thấy là lúc đó đó thì giá đã tăng lên lần đầu tiên lên tới 35.000 đô từ mức là khoảng 31.600 lên tới 35.000 đô như là các bạn đang thấy trên màn hình nhưng mà sau đó thì sao các bạn sau đó đó thì đúng là giá đã có cái sự điều chỉnh trở lại khi mà mọi người nhận được là cái này không phải là đã được thông qua nhưng mà chúng ta đã thấy được là giá giữ được mức là khoảng 33.000 đô rồi sau đó một lần nữa lên tới mức là 35.000 đô cách đó khoảng chừng 4 giờ và sau đó một lần nữa à, đến gần 35.000 đô vào tối ngày hôm qua và bây giờ vẫn giữ ở mức là khoảng cao 4.000 đô các bạn mặc dù chúng ta đã nhận được cái thông tin là cái này cũng không có gì gọi là quá lớn lao tại vì trang web DTCC này đã có IBTC từ tháng 8 và cho tới bây giờ vẫn chưa có một Bitcoin Spot ETF được thông qua nhưng mà chúng ta vẫn thấy gì vẫn thấy được là giá có thể giữ được ở cái mức là khoảng 34.000 đô thì nó nói lên được gì các bạn ít ra đó nó cho thuận thấy được là có rất nhiều người đang trông chờ thông tin tốt các bạn có rất nhiều tiền họ đang chờ đợi thông tin tốt để có thể thu mua Bitcoin và cho dù là sau khi mà họ biết là những thông tin mà chúng ta nhận được đó cũng không có phải là bullish như là mới đầu chúng ta tưởng nhưng mà giá vẫn có thể giữ được có thể là một số lượng người đầu tư nào đó đó họ nhận được cái sự quan trọng để có một Bitcoin Spot ETF rồi cũng giống như là chúng ta thấy là những cái thông tin giả gần đây đó. thường không nói là cái thông tin liên quan đến DTCC là giả các bạn thôi chỉ nói là từ tuần vừa rồi những cái thông tin giả những cái thông tin mà gây ra cái sự fomo cái sự hào hứng liên quan tới bitcoin spot etf đó, đã khiến cho một số nhà đầu tư nhận ra được đây là một sự kiện không hề nhỏ và những cái đợt tăng gần đây đó giống như, như là chúng ta bắt đầu là thử nghiệm các bạn để xem coi là khi mà có tin thật đó, thì có thể tăng tới như thế nào và chúng ta có thể là đang chứng kiến là thị trường đó đã rất là mong đợi một bitcoin spot etf Tại vì thứ nhất là Bitcoin Spot ETF có thể mở cửa cho nhiều nhà đầu tư mà có thể là họ sẽ không đầu tư vào thị trường crypto này nếu như mà không có quỹ Bitcoin Spot ETF các bạn. Thứ nhì nữa là các bạn thấy là những cái quỹ này như là cái quỹ của BlackRock đó thì nếu như mà được thông qua các bạn sẽ thấy là họ cần phải lưu trữ Bitcoin thật sự có nghĩa là người ta đầu tư bao nhiêu thì BlackRock phải đi mua bấy nhiêu Bitcoin các bạn và để mở đầu đó thì họ cần phải có một số lượng Bitcoin. Số lượng đó là bao nhiêu đó chúng ta vẫn chưa có rõ hiện tại nhưng mà điều mà chúng ta biết là dựa theo cái văn bản họ nạp cho SEC vào ngày 18 các bạn đã nhớ là ngày 18 tháng 10 họ vừa điều chỉnh lại cái đơn Bitcoin Spot ETF của họ dựa theo những câu hỏi từ SEC và trong đó đó họ có để một cái vấn đề đó chính là họ đề nghị SEC bắt đầu cho phép họ thu mua Bitcoin các bạn hay còn gọi là seed vào tháng 10 này có nghĩa là họ muốn được có thể thu mua Bitcoin vào tháng 10 này thì tôi thấy là có một số cái quan điểm nó không có hoàn toàn đúng 100% à, một số quan điểm nói là BlackRock và những công ty như Fidel thì họ đã lưu trữ Bitcoin à, và sau đó đó là họ nạp đơn để có Bitcoin Spot ETF thì nó chỉ đúng một phần thôi các bạn có nghĩa là gì có nghĩa là theo cái quy định thì những cái quỹ này họ nạp đơn rồi sau đó họ mới đề nghị là khi nào thu mua và được thông qua đó thì họ mới bắt đầu là tích lũy chúng ta đã nhớ cái sự kiện cách đây khoảng chừng 2 tuần nó liên quan tới Ethereum Futures ETF tôi nhớ là lúc đó là công ty ProShare thì công ty ProShare đó đã muốn đi trước một bước bằng cách là họ thu mua những hợp đồng tương lai trước trên công ty kia để cho khi được thông qua đó họ có sẵn ở à, tương lai rồi sau đó họ sẽ bán cổ phiếu dựa theo cái số lượng đó như vậy đó thì đối với những công ty kia nó sẽ không được công bằng các bạn và cũng tương tự bây giờ chúng ta có rất nhiều những cái công ty mà họ đang chờ đợi để có một Bitcoin spot ETF Nếu như mà BlackRock thu mua trước những công ty kia Thì sẽ không được công bằng và nó sẽ không có đúng quy định Khi nào mà được thu mua đó thì SEC mới nói Và những công ty đó có thể là được thu mua của một lúc và họ sẽ có cơ hội để có thể cạnh tranh với nhau ở trên thị trường khi mà có Bitcoin Spot ETF được thông qua thì BlackRock đang chờ đợi quyết định của SEC có cho họ thu mua trong tháng 10 này hay là không và chúng ta không biết là họ thu mua bao nhiêu có thể là vài triệu có thể là vài chục triệu thực ra cũng không biết được đâu các bạn tại vì dựa theo BlackRock nghĩ là mở đầu đó họ sẽ cần bao nhiêu Bitcoin nhưng mà thử nói là đúng một phần tại vì sao các bạn tại vì có khả năng rất cao là BlackRock đã thu mua cách đây lâu rồi các bạn thu mua những lúc như là Bitcoin 15 16 ngàn đô là hoàn toàn có thể và không chỉ riêng là BlackRock các bạn những công ty kia như Fidelity cũng có thể thu mua một thời thời gian dài rồi nhưng mà họ thu mua thông qua có thể là một đơn vị nào đó rồi sau khi mà có Bitcoin Spot ETF thì có thể là họ sẽ chuyển về cao của họ cái đó là thuận suy đoán thôi chứ không có bất cứ một cái bằng chứng nào ở đây hết nhưng mà các bạn nghĩ khả năng đó có hay là không thường nghĩ là đương nhiên có rồi các bạn nhưng mà Điều mà chúng ta biết là cho dù họ có sẵn Bitcoin bây giờ, nếu như mà thật sự là có nhiều nhu cầu để mua Bitcoin Spot ETF đó, thì các bạn thấy được là càng nhiều tiền đổ vào trong thị trường này thì BlackRock lại càng phải đi thu mua thêm Bitcoin các bạn. Và dựa theo Galaxy Digital, đó công ty của Mike Novoret, thì đã ước tính dựa theo cách mà họ tính đó, thì họ nghĩ là giá của Bitcoin sẽ tăng khoảng chừng là 74% trong giờ một năm sau khi mà có Bitcoin Spot ETF được thông qua các bạn có nghĩa là giờ này năm sau thì giá Bitcoin nó sẽ đâu đó nếu như mà tính theo giá hiện tại đã sẽ đâu đó khoảng chừng là 59.200 đô thì con số này đã thực sự là không có cao đâu các bạn và cái cách mà họ tính thì họ nghĩ là nếu chúng ta nhìn vào các bạn tính của họ thì họ nghĩ là trung bình thì cái số lượng tiền đổ vào trong thị trường này đã sẽ trung bình là khoảng chừng là 1 ,2 tỷ 2 mỗi một tháng và trong năm đầu tiên thì sẽ có khoảng chừng 14.4 tỷ đô la sẽ được đổ vào trong thị trường Bitcoin Spot ETF thông qua những cái quỹ ETF hiện tại các bạn tại vì nếu như mà so sánh với với lại thị trường vàng đó thì Bitcoin bây giờ vẫn còn đang rất là nhỏ các bạn. Vốn hóa của Bitcoin đã dựa theo cái bài tính toán này đến từ Galaxy Digital hồi tháng 9 đó, là 525 tỷ. Đến ngày hôm nay là bao nhiêu các bạn? Để thùng refresh lại. Đến ngày hôm nay đó, với sự tăng trưởng gần đây thì vốn hóa là 664 tỷ. Thì chúng ta đã thấy được là cái con số này đó nếu như so sánh với lại vốn hóa của vàng thì cách rất là xa các bạn. Tại vì vốn hóa của vàng đó, tới 12,5 nghìn tỷ và sau đó đó thì họ nghĩ là năm thứ hai cái số lượng tiền đổ vào trong thị trường này sẽ là 26,5 nghìn tỷ và kế đó thì năm kế tiếp đó sẽ có khoảng chừng là 39,6 nghìn tỷ ở trong thị trường bitcoin spot ETF này. Nói chung đó, nếu chúng ta chỉ tính tới cái năm đầu tiên thôi đó thì họ nghĩ là trong vòng một năm giá bitcoin có thể tăng khoảng chừng là 74% và họ cũng đã nói đây là một cái ước tính chỉ dựa theo sự kiện bitcoin spot ETF mà thôi không dựa theo bức cứ những sự kiện nào khác giống như chúng ta nói tới Bitcoin halving của năm sau hay là khả năng phép giảm lãi suất những cái đó chúng ta vẫn chưa có nói đến chỉ nói riêng Bitcoin Spot ETF thôi và họ cũng nhận định đây là một cái ước tính đó, nó gọi là rất là khiêm tốn các bạn và cũng đúng thôi nếu như chúng ta nhìn vào trong năm nay thôi chúng ta đừng có nói là năm sau nếu như mà thật sự có Bitcoin Spot ETF các bạn Từ đầu năm tới bây giờ Bitcoin đã tăng 105% các bạn và trong giờ một năm đó thì Bitcoin đã tăng giờ này năm ngoái tới bây giờ đã tăng 64% rồi cho nên tăng 72% khi mà có Bitcoin Spot ETF đó, trong một năm thì cũng là một ước tính nó gọi là khiêm tốn thôi đối với Thuận và chúng ta cũng đã biết là Bitcoin Spot ETF chỉ là một trong những sự kiện mà thôi như bạn nói là không có Bitcoin Bitcoin Spot ETF thị trường này sẽ ra sao các bạn thật ra bây giờ đó rất nhiều người họ đang trong chờ Bitcoin Spot ETF và không chỉ riêng là trong thị trường crypto này đâu các bạn chúng ta có thể thấy được cái sự hứng thú không phải là chỉ riêng nhìn vào giá của Bitcoin vẫn có thể giữ được 34.000 đô hiện bây giờ và cho dù Bitcoin giảm xuống nữa đi các bạn thì chúng ta vẫn thấy được là cách đây một tuần thì giá Bitcoin bây giờ đó vẫn còn rất là cao chúng ta nhìn thấy được là cách đây một tuần giá Bitcoin chỉ có 26.000 đô mà thôi và không chỉ riêng là thị trường crypto nếu như chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán nói chung đó, thì những cổ phiếu liên quan tới bitcoin liên quan đến crypto cũng có sự tăng trưởng các bạn giống như chúng ta nói tới Coinbase Coinbase tăng 6.29% ngày hôm nay sau khi mà kết thúc và sau khi kết thúc phiên giao dịch đã tăng thêm 1.38% các bạn. Chúng ta có Michael Strategy thì ngày hôm nay đã tăng 12.55% các bạn. Rất nhiều người chọc quê Michael Saylor nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là chỉ trong vòng vài ngày thôi thì cái lợi nhuận của Michael Strategy đã lên tới là 7.800 triệu đô la các bạn. Và sau khi kết thúc tăng 12% ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được là after hour nghĩa là sau khi kết thúc phiên giao dịch thì tăng thêm 1.2%. Chúng ta có thể thấy được là một công ty khác nữa là Marathon Digital thì cũng tăng phần trăm tương tự là gần 12% ngày hôm nay. Thì đây ít nhiều gì cũng cho chúng ta thấy được là cái sự quan tâm đến từ những nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán đối với là Bitcoin Spot ETF đó, không hề nhỏ các bạn. Chúng ta có thể nhận thấy được cái sự hào hứng thông qua những cổ phiếu như thế này. Và Bitcoin Spot ETF đương nhiên là một cái đề tài lớn nhưng mà như thường vừa chia sẻ mới đây đó có nhiều bạn lo lắng nếu như mà chúng ta không có một Bitcoin Spot ETF được thông qua thì sao các bạn thì trước hết á, các bạn cần phải zoom ra để mà nhìn thấy được những gì đã xảy ra tuy chúng ta có thông tin giả từng vừa rồi liên quan tới BlackRock ETF được thông qua chúng ta có thông tin gây cái sự sôi động trong vòng hai ngày nay liên quan tới IBTC và một số người thất vọng, tại vì cái này không có nghĩa là bitcoin spot ETF sẽ được thông qua hay là sắp sửa được thông qua, nhưng mà khi các bạn nhìn lại đó thì thật ra chúng ta đã có cái sự kỳ vọng liên quan tới bitcoin spot ETF trước khi mà có những thông tin này rồi các bạn à, và những gì đã xảy ra đó không có thay đổi cái khả năng chúng ta có một bitcoin spot ETF và khả năng bây giờ vẫn rất là cao, không có gì là một phần trăm hết các bạn, đương nhiên là cũng có khả năng chúng ta sẽ không có bitcoin spot ETF được thông qua, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là những cái công ty lớn như là chúng ta nói tới JP Morgan hay là chúng ta nói tới là Bloomberg thì điều ước tính khả năng rất là cao có thể là hơn 90% sẽ được thông qua trong năm 2024 và khả năng cao sẽ được thông qua vào tháng 1 à, thì cho dù là chúng ta thấy được là cái quỹ của BlackRock và những cái quỹ liên quan tới ETF đã bị từ chối vì một lý do nào đó và thường không có nghĩ là SEC sẽ đưa ra cái lý do nào gọi là hợp lý các bạn tại vì họ vừa thua kiện liên quan tới GBTC nhưng mà cho dù như vậy này nữa đó thì đương nhiên thị trường sẽ có một cái sự gọi là hụt hứng các bạn và có thể là nhiều người sẽ cảm thấy thất vọng và giá có thể là phản ứng ngay thời điểm đó nhưng mà tôi muốn các bạn nghĩ một cái thế giới khác giả sử chúng ta trong một cái thế giới mà không có thông tin liên quan tới bitcoin spot etf thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao các bạn thì nó không thay đổi những gì đã xảy ra những gì mà chúng ta nghĩ là sắp sửa xảy ra liên quan tới fed và lãi suất của năm sau các bạn liên quan đến là chúng ta sắp sửa đón cái đợt hai kế tiếp của bitcoin những cái đó vẫn sẽ xảy ra và không có gì thay đổi được hết các bạn và chúng ta đã thấy được là bao nhiêu năm qua đó đâu có Bitcoin Spot ETF đâu giá của Bitcoin vẫn theo chu kỳ và chúng ta vẫn thấy được là có những cái sự tăng trưởng vượt bậc năm 2021 năm 2017 thì có thực sự là có sự khác biệt hay không các bạn đương nhiên có Bitcoin Spot ETF sẽ tốt hơn cho thị trường này dài hạn nhưng mà đó chỉ là một yếu tố thôi đó là điều mà tôi muốn các bạn nghĩ đến và về việc các bạn đang có lời hiện tại và đối với những thông tin ngày hôm nay nên có nên chút lời hay không thì cái đó là một cái quyết định rất là cá nhân các bạn hôm qua cũng đã chia sẻ khá là nhiều và thông muốn chia sẻ thêm à, về vấn đề này các bạn tại vì nhiều bạn đó cũng đã comment nói thuận là bây giờ đang DCA nhưng mà giá tăng đột ngột thì bây giờ đang có lời có nên chút lời hay là không về câu hỏi này đó thì sự thật chỉ có bạn mới có thể trả lời được mà thôi không ai có thể trả lời giùm bạn nhưng mà có bốn điều À, thuận muốn chia sẻ với các bạn để các bạn suy nghĩ rồi các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình thứ nhất đó là chỉ bạn mới biết tiêu chí chúc lợi của mình ở mức nào và tại sao mà thôi các bạn khi mà các bạn đầu tư đó thì các bạn nên có tiêu chí để mà chúc lời tại vì khi mà các bạn đầu tư vào những máy đầu tư mà có cái sự tăng trưởng dài hạn cho nên chúng ta nói tới uh, bất động sản chứng khoán vàng và bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là sau bao nhiêu thời gian đó có lúc lên có lúc xuống nhưng mà thời gian dài hạn 10 năm 20 năm thì nhiều tài sản cứ tăng giá và tăng giá và nó đã xảy ra biết bao nhiêu năm nay rồi các bạn thì bây giờ các bạn là 20 tuổi, 30 tuổi các bạn nói là tôi không muốn bán bây giờ tại vì 10 năm sau giá lại lên. Có thể bạn nói đúng, 10 năm sau đó bất động sản có thể tăng, 10 năm sau vàng có thể tăng hay là chứng khoán có thể tăng và bịch khôi đương nhiên có thể tăng rất là nhiều trong vòng 10 năm tới đây. Nhưng mà lúc đó đó bạn đã là 40 tuổi rồi lúc đó bạn nói là tôi sẽ không bán tại vì 10 năm sau lại sẽ tăng nữa thì tôi tiếp tục chờ lúc đó là các bạn 50 tuổi đợi 10 năm nữa là 60 tuổi thì cá ơn tôi muốn hỏi các bạn là các bạn sẽ chờ cho đến khi nào các bạn có bao nhiêu 10 năm và các bạn tại sao lại chờ lý do các bạn đầu tư làm gì các bạn có phải đầu tư chỉ để đầu tư hay là các bạn đầu tư để các bạn phục vụ cho mục đích của mình ai đầu tư cũng có lý do hết các bạn và điều quan trọng các bạn phải biết lý do đó là gì tại vì khi mà có lý do rồi đó thì các bạn mới biết tiêu chí chút lời như thế nào có thể các bạn đầu tư rất đơn giản là muốn mua mua nhà, mua xe hay là lập gia đình, có thể về hưu, có thể muốn mua cái gì đó thì chỉ có bạn mới biết mà thôi và chỉ khi nào các bạn rõ thì các bạn mới có tiêu chí chốt lời và đương nhiên không ai bắt các bạn phải bán hết hay là mua hết các bạn lúc nào chúng ta cũng có thể là chung bình giá vào chung bình giá ra và lúc nào các bạn cũng có thể mua một phần hay là bán một phần để thực hiện những lý do mà tại sao mà các bạn đã tham gia vào đầu tư ngày đầu tiên các bạn có thể các bạn bán bớt để mà cân bằng lại cái đầu tư của mình đó là những cái tiêu chí mà chỉ có bạn biết mà thôi thứ hai nữa đó là nguồn tiền bạn dùng để mà chung mình giá đến từ đâu các bạn dùng tiền đến từ đi làm đó có thể các bạn sẽ không gặp áp lực các bạn tại vì các bạn làm thì có dư các bạn đầu tư không có thì thôi thì các bạn sẽ không có bị áp lực nhưng mà nếu như mà cái tiền này đó là đến từ vay mượn đến từ các bạn bán những mảng đầu tư khác tài sản khác thì đó lại là khác nữa các bạn và thứ ba nữa là bạn dự định tham gia thị trường này bao nhiêu lâu Nếu như mà các bạn chỉ muốn tham gia thị trường này là trong vòng 1 năm, 2 năm Nó lại khác Mà nếu như các bạn có cái tiêu chỉ đầu tư giống như là trong thời gian là 10 năm thì lại khác nữa các bạn Đối với các tài sản mà có giá trị thì các bạn thấy được là giá cả sẽ tăng theo thời gian Nhưng mà trong khoảng thời gian đó 10 năm hay là gì đó các bạn thì nó sẽ có lên có xuống và điều mà các bạn phải luôn nghĩ đến là giá sẽ luôn tăng khi mà các bạn không cần và lúc mà các bạn cần tiền nhất thì có khả năng lúc đó là lúc mà giá lại đang đi xuống trong cái thời điểm đó các bạn cho nên cho dù là các bạn nghĩ là mình đầu tư dài hạn các bạn cũng phải nghĩ đến là trong khoảng thời gian dài hạn đó lỡ như mình cần tiền mà lúc đó là lúc giá đi xuống thì như thế nào đó là điều mà thường muốn các bạn nghĩ đến và điều cuối cùng các bạn phải nghĩ đến là nếu như ngày mai các bạn thức dậy và giá xuống các bạn hiện bây giờ đang có lời và từ lời chuyển sang lỗ thì bạn sẽ hối hận hơn hay là các bạn bây giờ bán bớt đi nhưng mà sau đó thấy giá tiếp tục tăng thì bạn sẽ hối hận hơn cái nào làm cho bạn hối hận hơn thì khi mà các bạn nhận ra được thì các bạn sẽ có câu trả lời là các bạn nên làm gì đó là gì mà thường muốn chia sẻ ở cái phần này của video chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới tình hình chung đi các bạn thì nhìn vào vốn hóa ngày hôm nay đó thì đã giảm hai phần trăm các bạn cũng không có gì gọi là đáng nói nhưng chúng ta nhìn thấy được là phần lớn thị trường ngày hôm nay thì có xanh có đỏ các bạn chúng ta có một đồng mà nhiều bạn là fan và cuối cùng cũng đã có một sự tăng trưởng gần đây và có sự tăng trưởng vượt bậc so với những đồng khác đó chính là trang linh các bạn thì chúc mừng những người nào mà đã tin tưởng trang linh trong thời gian qua, Chainlink là một đồng mà thuận không có đầu tư hiện tại các bạn, nhưng mà Chainlink cũng là một trong những dự án mà rất là cần thiết trong thời trường crypto này. Tôi đã từng nói đến về Chainlink nhiều lần trên kênh này rồi các bạn. Và các bạn thấy được là trong vòng một tuần qua đó Chainlink đã tăng 54.8% vượt xa với những đồng khác các bạn và trong cái top 100 này đó, ngoại trừ là Mina Procore có sự tăng trưởng là 97% ra thì Chainlink là đồng có sự tăng trưởng nhiều nhất trong top 100 này trong vòng một tuần qua các bạn và chúng ta nhìn vào tình hình chung đó của chứng khoán thì như thế nào sau nhiều ngày đỏ đó hôm nay chúng ta ít ra cũng có một cái sự hồi phục nhẹ trong thị trường chứng khoán các bạn và chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq ngày hôm nay đó thì hồi phục lại là gần 1% phần S&P 500 là 0.73% và Dow Jones thì 0.62%. Pre-market thì bây giờ nó cũng chưa có rõ xu hướng các bạn. Tại vì các bạn thấy là Nasdaq Futures thì đang âm 0.39% nhưng mà Dow Futures thì lại có sự tăng nhẹ là 0.14. Nói chung đó thì ngoại trừ cái sự sôi động liên quan tới thị trường crypto và đặc biệt là liên quan đến cái thông tin về Bitcoin Spot ETF mọi thứ nó vẫn như vậy các bạn có sự lo lắng liên quan tới suy thoái tài chính, sự lo lắng liên quan đến phép tiếp tục siết chặt nguồn tiền nên thì vẫn còn ở đó. Những gì chúng ta nhìn thấy được chỉ là liên quan tới Bitcoin Spot ETF mà thôi chứ không có liên quan đến là Fed sắp sửa giảm lãi suất hay gì hết. Cho nên mọi thứ đó, ngoại trừ crypto ra thì vẫn như vậy các bạn. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy được là tiếp tục có cái sự giảm xuống sau khi mà tăng lên tới 90 đô la. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đã đạt cái mức là 93 đô la để thằng zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Lúc đó là ngày 26 tháng 9 các bạn. Sau đó đó đã có cái sự giảm xuống và bây giờ ở mức là 83 đô 76 cent. Chúng ta có thể nhìn thấy được hợp đồng của vàng thì sao các bạn? Hợp đồng của vàng thì ngày hôm nay đó lại tiếp tục giảm một ít nữa các bạn vẫn gần 2.000 đô nhưng mà chúng ta thấy được là vàng đã không thể qua được 2.000 đô bây giờ là 1982 đô cho một ounce vàng còn về thông tin liên quan đến tình hình tài chính nói chung đó thì các bạn thấy được là Jamie Dimon nghĩa là CEO của ngân hàng Chase đó, thì tiếp tục chia sẻ về cái quan điểm của ông liên quan đến suy thái tài chính các bạn đã thấy được là ở trên thị trường tài chính ở Wall thì chúng ta có hai ngân hàng lớn có hai quan điểm khác nhau liên quan đến tình hình nền kinh tế Thứ nhất chính là JP Morgan các bạn Thì Jamie Dimon nghĩ là chúng ta đang tiến tới suy thoái tài chính Còn ngược lại đó Thường nhớ là mình Sachs thì nghĩ là sẽ không có suy thoái nào hết Thì Jamie Dimon ngày hôm nay đó thì đương nhiên vẫn tiếp tục giữ cái giọng điều đó Nói là nhìn vào cái khả năng phân tích của Fed, khả năng ứng phó của Fed 18 tháng trước thì các bạn thấy được là lúc đó đó thì Fed nói là gì? Fed nói là cái phần dâm lạm phát chỉ là tạm thời mà thôi, đừng có quan tâm đến. Rồi các bạn thấy được là Fed đã hoàn toàn sai các bạn lạm phát tiếp tục tăng sau đó và dẫn đến là chúng ta phải có lãi suất tăng như là ngày hôm nay siết chặt nguồn tiền. Vì lý do đó đó thì khi mà chúng ta nhìn vào trong vòng một năm rưỡi tới đây thì Jamie mình nói là Fed nghĩ là sẽ không có suy thoái tài chính nhưng mà điều đó nghĩa là gì các bạn? chúng ta có nên tin tưởng Fed nữa hay không? trong khi mà 18 tháng trước đó, thì Fed đã hoàn toàn nói sai, thì các bạn đã thấy được là Jamie Dimon tiếp tục là nói tới Fed có thể tăng thêm lãi suất thêm một lần nữa, hai lần nữa cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng hơn đó là Fed có giảm lãi suất trước khi mà xảy ra suy thoái tài chính hay là không. Tại vì tăng thêm 0.25 nữa so với cái sự tăng trưởng trong vòng một năm qua cũng không hề hứng gì hết các bạn. Điều quan trọng hơn là Fed sẽ giữ lãi suất cao bao nhiêu lâu và chúng ta thấy được là nền kinh tế không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ đang chậm lại mà ở Trung Quốc đó cũng có nhiều điểm gọi là đáng lo lắng thường đã nói khá nhiều về những cái chỉ số liên quan đến tình của Trung Quốc gần đây và hôm nay nó lại có thêm một chỉ số nữa được chia sẻ các bạn đây là chỉ số thị trường bất động sản ở Trung Quốc thì các bạn đã nhìn thấy gì các bạn đã nhìn thấy được là chỉ số này đã giảm trở về cái mức là 58 192 điểm và cái mức này là bằng với năm 2009 đó các bạn có nghĩa là chỉ số này nó đang ở cái mức ngang với lại cây đợt suy thoái tài chính khủng hoảng bất động sản năm 2009 thuận thì không có sống ở Trung Quốc các bạn và cũng không có nhiều bạn bè ở Trung Quốc cho nên cũng không có rõ là tình hình của bất động sản ở Trung Quốc là sao nhưng mà nào mà sống ở Trung Quốc thì có thể là comment bên dưới để xem coi là giá nhà có phải là thật sự giảm nhiều hay không hay là có nhiều nhà bỏ trống và không bán được hay không chúng ta đều biết tới thông tin liên quan tới Evergrande công ty mà xây dựng bất động sản lớn thứ nhì ở trung quốc đó, thì đã khai bảo vệ phá sản chúng ta cũng đã biết điều đó rồi và chúng ta thấy được là dựa theo thông tin đó, thì uh, chủ tịch tập cận bình đã đến viếng thăm ngân hàng trung ương của trung quốc lần đầu tiên các bạn có nghĩa là đây là lần đầu tiên Tập Cận Bình đến thăm ngân hàng trung ương của Trung Quốc. Tại sao các bạn? Thì đương nhiên chúng ta sẽ không biết rồi. Nhưng mà đây là một trong những điều mà cực kỳ lớn tại vì trước đây chưa từng xảy ra. Và cũng như là nhiều quốc gia các bạn, cái số tiền thuế thu vào thì sẽ ít hơn là cái chi tiêu. Cho nên chúng ta thấy được là nhiều quốc gia phải bán không trái phiếu để lắp vào cái phần đó. Và công trái phiếu đó sẽ được trả bởi cái tiền thuế của tương lai thì Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Và cái phần trăm thâm hụt đó là khoảng 3% các bạn nghĩa là tiền thuế và chi tiêu thì đang thâm hụt 3% thì chúng ta đã thấy được là Trung Quốc đã tăng lên tới 3.8%. Kế đó nữa đó là các bạn thấy là Trung Quốc đã cho thông qua để bán thêm một nghìn tỷ đồng nhân dân tệ trái phiếu Trung Quốc các bạn và theo thuận hiểu đó thì các bạn thấy là một nghìn tỷ nhân dân tệ có nghĩa là 136 tỷ đô la các bạn ấy thấy là gần đây đó có thông tin là Trung Quốc đang tăng tốc để mà bán công trái phiếu của Hoa Kỳ có nghĩa là họ lưu trữ rồi sau đó bây giờ là họ bán và các bạn thấy lãi suất tăng cao nghĩa là họ bán thì đang có cái phần lỗ hiện tại bao nhiêu thì không có rõ các bạn nhưng mà chắc chắn là sẽ có phần lỗ tại vì lãi suất đang tăng cao hiện tại và lãi suất tăng thì công trái phiếu giá sẽ giảm xuống à, thì chúng ta cũng đã nói tới nhiều khả năng tại sao họ bán thì các bạn thấy được là có khả năng là tại vì họ cần tiền để mà bơm vào nền kinh tế và bây giờ Trung Quốc cũng bán thêm công trái phiếu. Kế đó nữa là Trung Quốc cũng vừa cắt lãi suất các bạn, không giống như những quốc gia mà đang siết chặt cái nguồn tiền, tăng lãi suất các bạn thấy được là ở Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại, không những là không lạm phát mà còn giảm phát, có nghĩa là nền kinh tế đó có dấu hiệu rồi nó gặp vấn đề tại vì giảm phát nghĩa là người dân không có chi tiêu luôn các bạn dẫn đến là giá cái mặt hàng không những không tăng mà còn giảm xuống là điều cho thấy nền kinh tế đang rất là chậm và trung quốc cũng chuẩn bị để mà bơm tiền kích thích nền kinh tế đây là những cái thông tin liên quan đến trung quốc Tôi muốn chia sẻ với các bạn không chỉ riêng là ở hoa kỳ mà ở trung quốc chúng ta cũng đang thấy được là có cái dấu hiệu không tốt đang xảy ra và các bạn đã biết là hoa kỳ là nền kinh tế đứng nhất ở thế giới hiện tại trung quốc đứng thứ nhì hai cái nền kinh tế này mà gặp vấn đề thì sẽ khá là khó khăn cho nhiều quốc gia khác đó các bạn cái thông tin kế tiếp thì muốn cập nhật với các bạn đó là liên quan đến Chủ tịch Hạ Viện. Thì bây giờ cái ghế đó vẫn đang bỏ trống. Và ở cuối tuần đó, Thùng đã chia sẻ với các bạn là dân biểu Tom M một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto đó thì đã tuyên bố là sẽ đứng ra ứng cử. Nhưng mà sau khi cái đợt thống kê sơ bộ Tuy là Tom M đã nhận được sự ủng hộ đến từ đảng Cộng Hòa nhưng mà Tom M hình như là không nhận được cái số lượng phiếu cần thiết để có thể trở thành chủ tịch Hạ Viện cho nên Tom M đã quyết định là sẽ không tiếp tục tranh cử nữa các bạn. Bây giờ cái giấy đó vẫn còn đang bỏ trống. Và còn một số những thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video này. À, chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin liên quan tới Binance và CFTC. Thì CFTC đó là cái đơn vị quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai tại Hoa Kỳ và giống như là SEC họ cũng đã kiện sàn Binance lý do họ kiện đó họ nói là sàn Binance cho phép người Hoa Kỳ sử dụng và trade futures trên sàn Binance.com vì lý do đó đó họ kiện Binance thì sàn Binance bây giờ đó thì luật sư của họ đã gửi cái lá thư đến cho thẩm phán nói là thẩm phán nên bác bỏ vụ kiện này thì họ đưa ra một số lý do thứ nhất đó, họ nói là cái này là vượt thẩm quyền tại vì CFTC là đơn vị quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai ở hoa kỳ mà thôi và binance com không có cung cấp dịch vụ cho người hoa kỳ cho nên những cái này là vô căn cứ vượt quá quyền hạn thứ gì nữa là cho dù là như vậy đi nữa thì đâu có nghĩa là những người ở Hoa Kỳ hay là những khách hàng sử dụng Binance.com đang bị thiệt hại gì đâu. Không có ai bị thiệt hại gì hết. Á. Cái này chỉ đơn giản là tại vì CFTC nói là Binance cung cấp tình vụ nhưng mà chưa đăng ký. À, cái này nên nó không có đáng để mà ra tòa. Đây là những cái lý do được chia sẻ bởi sàn Binance các bạn. Được quỷ bỏ hay không nên chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà đây là lập luận đến từ sàn Binance. Thông tin kế tiếp đó chính là thông tin đến từ một dự án ở trên Solana các bạn đó chính là Mirina Finance. Đây là một cái giao thức DeFi trên Solana và họ đã quyết định là chặn truy cập người dùng ở Vương quốc Anh. Lý do là để tuân thủ quy định mới từ cơ quan quản lý tài chính như là FCA ở nước Anh về việc quảng cáo crypto. Thì cái này cũng tương tự như chúng ta đã nghe nói tới từ sàn Binance. Sàn Binance họ cũng đã ngưng cung cấp dịch vụ rồi các bạn cho người ở Vương quốc Anh. Và không cho người mới đăng ký Lý do cũng tương tự Tại vì à, cái luật mới này đó Dẫn đến là những công ty này Họ cần phải có đối tác Và đăng ký ở Vương quốc Anh Theo được hiểu là như vậy à, Và chúng ta thấy được là Orca Finance Đây là một sàn DEX lớn ở trên Solana Cũng đã thực hiện biện pháp tương tự Mặc dù nhiều sàn giao dịch tập trung Nó đã, đã rời bỏ Vương quốc Anh Do quy định mới này Nhưng việc áp dụng hạn chế Địa lý đó với các sàn giao thức DeFi Như là M&A Finance Hay là Orca Finance Là hiếm gặp vì hầu hết đó các bạn thấy được là những sàn này không yêu cầu xác minh danh tính từ người dùng à, và đương nhiên khi mà đọc thông tin này ra nhiều người sẽ chỉ trích nói là DeFi là tài chính vật chung mà tài chính vật chung gì mà mỗi lần mà gặp vấn đề liên quan đến pháp lý nó lại ngăn chặn hay là bắt người dùng KYC thật ra đó các bạn nên hiểu một điều đó chính là giao thức và công ty các bạn giống như chúng ta nói tới giao thức của Uniswap và công ty Uniswap các bạn. Cái trang giao diện đó thì đương nhiên phải có người đứng ra để mà đăng ký cái tên miền trả tiền hàng tháng các bạn. Thì đương nhiên phải có công ty đứng sau lưng. Cái giao thức có thể là phi tập trung nhưng mà công ty thì không phải các bạn. Công ty thì cần phải đăng ký ở một nơi nào đó, có trụ sở và đương nhiên phải trả tiền hàng tháng các bạn mặt bằng hay là tiền để mướn server hay là chạy tên miền. Cho nên cái mà chúng ta thấy đó là những cái công ty họ cung cấp giao diện cho một giao thức nào đó thường đó là cái thông tin đến từ từ đó các bạn thường khi không có rõ là Melody Finance này họ sử dụng giao thức gì và họ có phải quản lý 100% những cái nô no hay không cái đường không có rõ các bạn thường chỉ muốn chia sẻ để các bạn hiểu hơn về những thông tin mà được chia sẻ hàng ngày mà thôi cũng giống như là chúng ta nói tới Internet thì Internet là không có hạn chế các bạn ai sử dụng cũng được cái mà các bạn gặp hạn chế đó chính là khi mà các bạn sử dụng internet ở một nơi nào đó và cái nơi mà cung cấp dịch vụ internet cho các bạn hạn chế đến từ đó và nhiều người cũng có thể sử dụng những cái phần mềm để tránh sự hạn chế đó các bạn và cái giao thức Money Finance này đã theo thường hiểu là một giao thức rất là lớn ở trên DeFi là mà nó cho thấy được là cái số lượng TVL nghĩa là tiền lóc lại trong giao thức đó các bạn thì khoảng chừng là 262 triệu trong khi tổng cái TVL của Solana là chỉ có 362 triệu đô la mà thôi thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái thông tin liên quan tới Ledger các bạn thì các bạn đã nhớ là cái đây khoảng nửa năm thì Ledger nói là họ sẽ có một cái dịch vụ để giúp cho những người nào mà muốn đăng ký và trả tiền hàng tháng đó thì có thể uh, có một cách nào đó nếu như mà mất cái khóa cá nhân mất 24 ký tự đó thì uh, có thể là lấy lại được và chúng ta cũng đã biết là phần công cộng đồng cũng khá là dữ dội và sau đó đó Ledger đã nói là họ sẽ hủy bỏ dịch vụ này nhưng mà bây giờ cái dịch vụ này đã trở lại rồi các bạn và Ledger đã quyết định tới cuối cùng đó họ sẽ cung cấp dịch vụ này cho những người nào mà sử dụng Ledger Nano X thì bây giờ dịch vụ này chỉ có trên Ledger Nano X mà thôi các bạn Chứ không có trên những cái phiên bản khác Và dịch vụ này đó thì phải trả tiền và họ đã giải thích tới đây là họ nói là chỉ khi nào các bạn đăng ký trả tiền là 9 đồng 99 sen mỗi một tháng thì sau đó, đó các bạn mới được sử dụng dịch vụ này chứ không có phải là ai cũng có thể kích hoạt được à, cho nên không có chuyện là có một cái update nào đó ở trên các phiên bản Ledger rồi họ lấy được cái khóa cá nhân của bạn hay gì hết thì đó là cái sự chia sẻ đến từ Ledger và lần này tôi cảm thấy họ cũng khá là quyết tâm đó họ nói là họ sẽ cung cấp dịch vụ này tại vì thật sự là có nhu cầu nhiều người đó thì họ không có tự tin tự lưu trữ 24 ký tự cho nên họ cần một cách nào đó để lấy lại khi mà mất đi và cái cách mà lưu trữ đó họ sẽ sử dụng một công ty có tên là Coincover à thì cái ký tự của bạn sẽ được mã hóa chia làm 3 phần để đảm bảo an toàn bản thân thuận thì đương nhiên sẽ không có sử dụng dịch vụ này các bạn à, nhưng mà các bạn sẽ hỏi thuận là có còn tin trừ nữa hay là không thì thật ra chúng ta có nhiều những cái ví lạnh trên thị trường các bạn à, các bạn có thể sử dụng trà hay là sử dụng ledger và nhiều những cái ví dưới lạnh khác và mỗi ví nó đều sẽ có một cái sự khác biệt các bạn giống như là chúng ta nói tới trà thì tất cả mã nguồn đều là mã nguồn mở và đối với trà nên thì cũng có một cái lỗi là người ta có thể làm một cách nào đó theo thuận nhớ đó là phải có cái máy trà rô trong tay chứ không thể nào mà làm từ xa được nhưng mà nó cũng có một cái lỗ hỏng mà nhiều người cũng đã nói tới trên mạng trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn à, và đối với lại Ledger đó thì quan điểm của họ hoàn toàn khác. Họ nghĩ là cái mã nguồn của họ càng ẩn thì càng an toàn hơn. Và đó là cái suy nghĩ của mỗi công ty mà thôi các bạn chúng ta cũng không thể là ép buộc ai làm gì hết. Chỉ là các bạn tin tưởng vào cái công ty bí lệnh nào mà thôi. Thôi đương nhiên sẽ chia ra để mà lưu trữ các bạn. À, nhưng mà đây là cái thông tin mà Thu mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Cái đó đó chúng ta cũng có một cái sự kiện đáng tiếc các bạn. Có một cái dự án có tên là Sephirium. Và dự án này đó sau khi mà thu về 600.000 đô la từ chiến dịch gây quỹ thì đội ngũ của dự án Safarium đột ngột rất pô các bạn như là họ kéo thảm như là họ bán hết token rồi trốn luôn khiến cho giá token của họ lao dốc thảm hại mất tới 94% giá trị và các bạn thấy được là sau đó đó thì cái twitter chính thức cũng đã không còn hoạt động nữa và công ty bảo mật blockchain thích đã xác nhận là Ethereum đã thực hiện một vụ rất pull với tổng số tiền thu về là 1,27 triệu đô la và đó là bao gồm luôn 600.000 đô mà họ đã gây dựng lượt từ cái lần mà kêu gọi quỹ các bạn và chúng ta đã thấy được là một trong những người mà đang bị triệt xỉ bây giờ đó chính là người mà chúng ta đã từng nói đến à, đây là một người mà đã đầu tư vào Dogecoin các bạn đã nhớ là bỏ ra 250.000 mua đồng Dogecoin và trong vòng chỉ có 2 tháng thôi từ tháng 2 năm 2021 đó thì lúc đó mua đồng Dogecoin với mức giá là khoảng 4 sen rưỡi rồi trong vòng 2 tháng đã trở thành triệu phú các bạn và người này rất nổi tiếng được phỏng vấn khắp nơi lúc đó và các bạn thấy được là cái số lượng đồng Dogecoin nó đã lên tới cái mức là 3 triệu đô la các bạn nhưng mà người này không bán cho đến bây giờ đó thì đương nhiên chỉ còn khoảng chừng là 50.000 mà thôi các bạn. Và người này đó đã là một trong những người mà liên quan tới cái vụ Sephirium này. Cho nên đây là một trong những cái sự kiện gây ra nhiều cái sự chỉ trích hiện tại đối với lại Sundos Millionaire. Và thông tin cuối cùng Thùng muốn chia sẻ với các bạn là một cập nhật liên quan đến Sam Bankman Free. Thì gần đây đó Thùng không thấy nhiều cái thông tin liên quan đến những cái ngày ra tòa các bạn. À, chúng ta đã biết là đây là cái tuần mà bên công tố viên sẽ coi như là xong rồi đó các bạn. Như là họ đã phỏng vấn xong hết tất cả những cái nhân chứng và trình bày tất cả những cái bằng chứng mà họ có phần còn lại là liên quan đến cái bên bảo vệ cho simon free thì chúng ta còn hai cái người nữa là sẽ ra để làm chứng chúng ta chưa biết được hai người đó là ai nhưng mà khi có thông tin thường như chia sẻ các bạn điều chúng ta biết ngày hôm nay đó là cái đội mà bảo vệ cho simon free đó luật sư biện hộ thì họ đã gửi một lá thư cho tòa họ nói là họ muốn mời một người ra để mà làm chứng có tên là joseph pimley thì người này đã đến từ công ty tư vấn có tên là PF2 Securities và người này đã sẽ làm chứng và có thể chỉ ra được những cái sự chia sẻ đến từ Caroline Allison, Kay Wang và Nisa Singh mà ngay cả Adam và Didia, thì tất cả những lời khai của họ đều hoàn toàn không đúng sự thật thì người này là ai Đó thì vẫn chưa rõ hiện tại và tòa án có cho phép người này ra làm chứng hay không là chúng ta vẫn chưa biết khi nào mà có thêm thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, à Linex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.